Các bạn ơi, bữa nay là sắp Tết rồi, mình lại có những cái món quà và món đồ chơi để mở cho các bạn xem nữa này. Bữa nay mình có rất là nhiều những bộ sưu tập xe của mình nha các bạn. Bây giờ mời các bạn sẽ cùng mình xem cái món đồ chơi hôm nay của mình này. Đó, đây là cái món đồ chơi mới mua của mình đấy các bạn ạ. Có hình Tôn Ngộ Không này. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng khám phá những bộ sưu tập xe của mình nhé. Wow, các bạn có thể đoán được đây là xe gì không nhỉ? Một chiếc xe tăng đấy các bạn ạ. Wow, mô hình rất là giống thật luôn này. Có nòng pháo này, toa này, đó, bánh xích luôn nhá. Mình sẽ xem này, đằng này có công tắc, mình sẽ mở lên này các bạn ơi. Wow, ui, các bạn xem kìa. Wow, nó không bị đổ được luôn kìa các bạn ơi. Đây, cái nòng pháo có cả đèn này các bạn này. Rất là xịn xò nhá. Lội lầy nào. Wow, xịn chưa các bạn ơi. Ui xà, xem kìa, rất đấy. Wow, rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Mình sẽ tắt đi này. Một chiếc xe tăng của quân đội Việt Nam mình đấy các bạn ạ. Rất là ngầu luôn đúng không nào. Đây này các bạn ơi, một cái mục xe qua đổ rồi. Mình sẽ bỏ ra này. Đó, đây là một chiếc xe container đấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe container đầu kéo vận chuyển xe này. Đó, mình sẽ xem chiếc xe này trước nha. Wow, đây là cái mô hình xe điều khiển này các bạn ơi. Chiếc này là một chiếc siêu xe đấy các bạn ạ. Màu vàng này, kính màu đen này các bạn này. Mình sẽ thử ấn cái công tắc này các bạn xem nhá. Ấn nút đỏ nào. Đấy, ấn nút đỏ là xe chạy lùi này. Nút tiến này. Wow, xịn xò chưa các bạn ơi. Đấy, lội nước luôn kìa. Wow, vinh. Một chiếc siêu xe nữa các bạn ơi. Wow, phóng rất là nhanh luôn. Pip, xe đầu kéo lên dốc nha các bạn ơi. Vinh. Wow. Vinh, pip. Ui, các bạn ơi, mình là một chiếc xe cầu cứu hộ đấy các bạn ạ. Đây là một cái bàn giá này để cẩu xe này các bạn này. Đây là cái móc cẩu này các bạn ơi. Chiếc xe này sẽ cẩu những chiếc xe bị hỏng về để cứu hộ đấy các bạn nha. Vin. Đẹp không nào các bạn ơi. Wow. Xuống dốc nào. Wow. Vin. Tu. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe rác này các bạn này. Đó, khi mà mình duỗi này xuống mình sẽ đổ rác ra này. Để xem trong thùng có gì nhá. Wow. Wow, có một chiếc thùng rác này các bạn này. Đây một chiếc nữa này. Một chiếc màu xanh lá cây, một chiếc màu xanh dương nha các bạn. Nào, cho lên xe nhé các bạn. Đến thùng con rác này. Pip. Yin, let's go. Wow, thích quá các bạn ơi. Xem trên chiếc xe tải khủng long này nhá. Pip. Các bạn ơi, xem này. Wow, trên chiếc xe tải khủng long này chở cát mà lại có cả những chiếc xe gì đây. Wow. Wow, các bạn xem này. Mình lấy được xuống là một chiếc xe lu này các bạn này. Yin, đây là cái bánh sắt này. Sẽ lu cán mặt đường này các bạn ơi. Yin, pip. Wow, mình xem tiếp này. Ôi, còn nhiều xe lắm các bạn ạ. Wow, xe gì đây. Wow, xe gì này các bạn này. Một chiếc xe tải ben à các bạn này. Đúng rồi, một chiếc xe tải ben. Chiếc xe này sẽ chở cát chở đất đi này các bạn này. Wow, hai chiếc này. Mình sẽ còn không nhé. Ồ, hình như vẫn còn này các bạn này. Wow. Wow, một chiếc xe máy xúc nữa à các bạn. Wow, đúng rồi, một chiếc máy xúc lật này. Chiếc máy xúc khổng lồ, bánh bằng cao su này. Rất là êm luôn, nhún nhảy này. Wow, xịn chưa. Trong chiếc xe này mình kiếm được 3 cái xe luôn. Đi chơi như nào các bạn ơi. Wow, các bạn này. Một chiếc xe máy xúc nha các bạn. Chiếc này thì máy xúc chạy bằng lốp ấy, bánh hơi các bạn ạ. Chạy rất là nhanh lên trên mặt đường phẳng nha các bạn ạ. Chiếc màu vàng rất là đẹp nha.
Wow. Giờ thì mình xin mời các bạn sẽ cùng mình mở cái món đồ chơi này ra nha các bạn nhá. À, mình sẽ đổ ra xem nào. À, có vẻ là lạ lắm này mình. Ồ, các bạn ơi, có rất là nhiều những cái que này. Mình lấy ở trong túi ra có cái này hay chưa? Mình xem đây. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Oh, Happy New Year nha các bạn nha. Wow, rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Đây là những cái đèn sáng đấy các bạn ạ. Đẹp chưa này. Happy New Year nha, chúc các bạn năm mới vui vẻ nha. Wow, rất là thú vị luôn này các bạn này. Đấy, một cây cháy hết rồi này. Wow, Happy Birthday to you. Các bạn ơi. Wow, các bạn xem này. Thì ra đây là những cái cây đèn mà chúng ta thấy ở trên sinh nhật đấy các bạn ạ. Có đẹp không nào các bạn ơi? Các bạn có thích cái đồ chơi này không nào? Mình mời các bạn sẽ xem tiếp mẫu xe này nhá. Bang 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 bang. Wow, đây thì là một cái mẫu xe cẩu giá đấy các bạn ạ. Đây này các bạn, đây có một cái giá khi mà xe mà hoạt động thì sẽ nâng lên này, rất là cao luôn. Ở đây thì có một cái toa để chúng ta có thể xoay hướng được này các bạn này. Đó, và có cả một cái chân để chống lật nữa này các bạn. Khi mà mình kéo chân này ra thì xe nó chống lật đấy các bạn nhá. Rất là xịn sò luôn, chiếc xe màu vàng này, giá màu đỏ rất là đẹp nhá. Lên dốc nào. Let's go. Wow. Nhìn tránh đường nha, tránh đường cho xe cần cẩu này các bạn này. Đó, đây là một mẫu xe cần cẩu đấy các bạn ạ. Một chiếc cẩu trục rất là to luôn này. Này các bạn ở đây thì có thấy cái gì đung đưa không? Đây thì là một cái móc đấy các bạn ạ. Cái móc này có thể móc hàng này, móc đồ lên nhé các bạn. Khoang cabin này các bạn này. Đó, đây là phần bánh xích của nó này. Mình có thể quay toa này. Đó, quay toa này các bạn ơi. Các bạn thấy không? Mình đã quay toa được luôn này các bạn này. Xịn sò chưa? Wow, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn sẽ xem mẫu này đi. Cái mẫu đồ chơi mới của mình hôm nay này. Đó, chiếc này thì là xem ở bên ngoài hình thì rất là nhiều màu sắc này. Đó, đèn này, chế độ chơi này các bạn này, tay điều khiển luôn. Mình sẽ quay cho nhá. Wow. Đó, các bạn ơi xem này. Mình đây là một cái tay điều khiển người ta cho giống hệt trong hình luôn này. Rồi, một chiếc xe đây. Wow. Đấy là coi nhá. Wow, các bạn này. Đó, có 1, 2, 3, 4 cái bánh. Rồi lại ở trên này cũng có bánh xe luôn này các bạn thấy không? Đó, ở đây thì có một cái chữ on và off. Bây giờ mình sẽ mở lên on nhé các bạn. Wow, các bạn thấy sáng đèn rồi này. Wow, đèn rất là rực rỡ luôn này các bạn ơi. Rất là nhiều đèn nhá. Wow. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử kết nối với cái điều khiển này để xem nhé các bạn nhá. Nào, mình sẽ chạy thử nhé các bạn. Ấn tiến lên xem nào. Wow, đó, chạy rồi này các bạn này. Lùi này. Wow, tiến lên nào. Ui, đẹp chưa các bạn ơi. Nào, mình sẽ thử ấn rẽ nhé các bạn. Wow. Wow, nó đảo chiều kìa các bạn ơi. Wow, hay quá này các bạn ơi. Các bạn xem kìa. Wow, lùi lại. Wow, hay quá các bạn ơi. Rất là vui luôn các bạn ạ. Các bạn có thích cái mẫu xe điều khiển này không nào? Một mẫu xe cần cẩu nha các bạn ơi. Đó, chiếc cần cẩu này mình có thể rút dài ra nữa này. Đó, khi mình thu lại nó sẽ gọn như này này các bạn. Chiếc này thì có màu vàng này, màu đỏ này các bạn này. Và cũng có cả cái chân này để chống lật này các bạn ơi. Rất là xịn sò đúng không nào? Wow. Đi giúp nào. Wow. Còn một mẫu đồ chơi này nữa các bạn ơi. Mình sẽ đổ ra. Wow. Trong hộp này còn mới quá các bạn này. Chiếc xe cứu hỏa nữa các bạn ơi. Xe này là xe cứu hỏa thang các bạn ạ. Đây là phần đèn xe này. Đấy, đây là cái phần thang máy các bạn ạ. Khi mà xe hoạt động sẽ nâng này lên để người đứng ở trên này để cứu hộ đấy các bạn nhá. Đó, bên này có 1-2 anh tài xế này các bạn này. Đấy, nó động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi.
Wow, các bạn ơi, bữa nay các bạn có thích những xe đồ chơi của mình không nào?